Trời ơi, chiếc hài đẹp thế này, bây giờ Hiền sẽ thử nha. Mẹ cô, chồng con thủ gì? Vậy, bố chồng người ta cũng phải thử, tao muốn làm hoàng hậu cơ mà. Nếu ta làm hoàng hậu thì ngươi cũng sẽ có phần đấy. Im nha. Trời ơi, chân của ta đây rồi. Ta thử nha. Trời ơi, chiếc hài đẹp quá. Đất nước của ta rất tươi đẹp, kia là lâu đài nguy nga trắng lệ. Vâng vâng. Chúng ta hãy ra đằng kia trải hội đi. Ôi bệ hạ ơi, thần thấy một chiếc hài rơi xuống sông, chúng ta thử qua đó xem như nào. Hay có một cô gái rất xinh đẹp, bé thần bé cho. Ôi, chiếc hài rất đẹp. Chắc đây là chiếc hài của một cô gái rất xinh đẹp đây. Chủ nhân của chiếc hài này chắc là người rất xinh đẹp. Ta lệnh, người hãy đi bảo tất cả những cô gái chưa có chồng đến đây. Bảo đến đây thử hài. Nếu ai vừa chiếc hài này, ta sẽ lấy làm hoàng hậu. Vâng. Nhà vua hạ lệnh, những cô gái nào không có chồng bậc thì thứ hai, ai vừa hài sẽ được làm hoàng hậu. Loa. Cám ơi, bọn đằng kia hình như nhà vua đang chảy hội để cho thứ hai làm hoàng hậu đấy. Thằng con đứng hãy nhanh đến đó đằng thứ hai đi. Nhanh. Thôi, con có muốn làm hoàng hậu không? Mẹ muốn làm hoàng hậu lắm. Nhanh nhanh. Chào anh Lính. Ai cô đến thứ hai hả? Đúng rồi, ui trời ơi, chiếc hài đẹp quá đi thôi. Cám ơi, chân của con đâu? Mẹ thử cho con nhé. Ôi trời ơi, sao chân của con lại rộng thế này? Sao chân này rộng thế? Không phải có con rồi. Xuống nhanh đến luôn mẹ. Để mẹ thử chứ. Đẹp thế này nhỉ? Ôi ôi, ước gì mà mình vừa. Bây giờ mẹ thử nhé. Chồng con thủ gì? Vậy, có chồng người ta cũng phải thử. Ta muốn làm hoàng hậu cơ mà. Nếu ta làm hoàng hậu thì ngươi cũng sẽ có phần đấy. Im nha. Trời ơi, chân của ta đây rồi. Ta thử nha. Trời ơi, chiếc hài đẹp quá. Cô bỏ ra đi. Nếu cô mà làm rơi chiếc hài, tôi sẽ gọi linh lên đấy. Cô nhìn này, sắp vừa rồi, có một tẹo nữa thôi. Con đi lấy cho mẹ con dao để mẹ khóc cứ khóc con. Nhanh cho mẹ khóc cứ khóc đi để mẹ đi đôi hài. Cái con này lười quá. Cô bỏ ăn ra nhanh đi. Tôi sẽ gọi linh lên đấy. Anh làm ăn cái kiểu gì mà hay thế? Bỏ thì bỏ cần gì? Người ta thử một tí mà cứ phải nói. Không cần thử thì thôi, ta đi về cần gì cá. Về thôi. Không kẹp. Mẹ thử nữa. Wow, gần như in luôn.
Đẹp quá, đẹp quá. Cô chính là chủ nhân của chiếc cầu này. Cô sẽ được làm hoàng hậu của nhà vua. Wow, vậy sao tôi vui quá. À, tôi nhớ ra rồi. Đây là chiếc hài mà hôm trước tôi đi chảy hội. Tôi làm rơi nó xuống sông đấy. Nhưng tôi không sao nhặt lên được. Được rồi, tôi sẽ đi tâu với nhà vua. Lấy chiếc hài còn lại nhé. Muốn tâu về hạ, vừa nãy có một cô gái đeo vừa chiếc hài. Đấy là chiếc hài của cô đấy đã làm rơi. Thần sẽ dẫn cô ấy đến nhà vua. Ngươi làm rất tốt. Ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Để ngươi đưa cô hay dẫn cô gái đến đây. Tôi lại. Ôi, đau rồi. Chờ đó cô ấy, gái ấy đó. Nhà vua. Đây là cô gái đó. Trời vừa hài. Tốt lắm, ngươi nuôi đi. Nàng đứng vào đây. Ta sẽ cưới nàng làm hoàng hậu. Chúng ta trở về cung điện đi. Playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the horah. Gather around the table, we'll give you a treat. The people need to play with the lot of sweet. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the horah. Gather round the table, we'll give you a treat. The people need to play with the lots of sweets. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Chồng người ta cũng phải thử, ta muốn làm hoàng hậu cơ mà. Nếu ta làm hoàng hậu thì ngươi cũng sẽ có phần đấy. Trời ơi, chân của ta đây rồi. Ta thử nha. Trời ơi, chiếc hài đẹp quá. Cô bỏ ra đi. Nếu cô mà làm rơi chiếc hài, tôi sẽ gọi lên lên đấy. Con nhìn này, sắp vừa rồi, có một kẹo nữa thôi. Con này lười quá. Tôi bỏ ra nha.